Trận đấu giữa Man City và Arsenal diễn ra chặt chẽ ngay từ những phút đầu. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, Man City vẫn là đội kiểm soát thế trận tốt hơn. Phút 15, tận dụng quả phạt góc, Ake có cú đánh đầu cận thành, tuy nhiên bóng đi không hiểm. Những phút sau đó, Man City vẫn tiếp tục dồn ép với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 72%, nhưng không có cơ hội nguy hiểm thực sự được tạo ra. Với một điểm có được, hai đội đành ngậm ngùi để Liverpool vượt lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Sau trận đấu, huấn luyện viên Pep Guardiola bên phía đội chủ nhà Man City đã có những chia sẻ thú vị trước cánh truyền thông, khiến cho nhiều người phải bất ngờ vì huấn luyện viên người Tây Ban Nha. Liverpool là ứng viên sáng giá nhất, thứ hai là Arsenal và chúng tôi đứng thứ ba. Quyền quyết định không nằm trong tay chúng tôi. Aston Villa là trận đấu tiếp theo, vì vậy hãy cố gắng giành chiến thắng. Đơn giản là vậy, chúng tôi đặt mục tiêu giành 3 điểm. Chúng tôi đã cố gắng, nhưng chúng tôi không tạo ra nhiều cơ hội và họ cũng vậy. Arsenal phòng ngự rất chặt chẽ và có nhiều chất lượng cũng như thể chất. Dù vậy, Man City vẫn đang trong cuộc đua vô địch sau trận hòa này. Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói thêm, chúng tôi lẽ ra đã phải làm tốt hơn một số khâu, nhưng dù sao thì chúng tôi cũng hài lòng. Tôi đã bảo các cầu thủ đừng buồn, phải thừa nhận Arsenal cũng xứng đáng vì những gì mà họ đã thể hiện. Có lẽ chúng tôi đã bỏ lỡ một chút ở khâu dứt điểm, nhưng điều đó không dễ chút nào. Xong, Man City ở trận đấu này đã không thể dễ dàng bắt nạt đội khách Arsenal như ở mùa giải năm ngoái nữa. Đội quân của Mikel Arteta đã không còn ngây thơ giống như mùa giải trước. Khi cầm cờ rồi lại để rơi, rồi mất đi chức vô địch mà cổ động viên pháo thủ đã chờ đợi quá lâu để tận hưởng. Trong mùa giải năm nay, trước các đội bóng lớn, đại diện thành London đã chơi chắc chắn hơn trong mọi tình huống. Chính điều này đã khiến cho The Citizen gặp khó khăn rất nhiều dù được thi đấu trên sân nhà. Vậy các bạn có thể hiểu được pháo thủ đã thay đổi ra sao mà khiến cho nửa xanh thành Manchester gặp khó đến thế? Cùng tìm câu trả lời nhé! Hàng thủ vững trái. Premier League Production tiết lộ trận giữ sạch lưới trước Man City là trận thứ 12 Arsenal giữ sạch lưới. Sau 30 trận mùa này, không có đội nào khác vượt ra ngoài thành tích đó và nó giúp họ trở thành đội bóng có hàng thủ đỉnh nhất nước Anh tính đến thời điểm này của mùa giải 2023-2024. Mặt khác, hàng công của Arsenal đang chơi rất cừ với 70 bàn thắng được ghi. Thống kê cũng đứng đầu giải đấu. Những chỉ số này rất đáng chú ý và cho thấy Mikel Arteta đã làm được rất nhiều việc tại câu lạc bộ này. Trong những mùa giải gần đây, hàng thủ luôn là nỗi lo của cổ động viên pháo thủ. Mùa này họ gần như không bổ sung thêm ai ở bộ tứ vệ, nhưng sự ăn ý của Gabriel và Saliba đã giúp cho Arsenal vững vàng hơn, nhất là trong các trận đấu lớn. Dù chỉ cầm bóng 28% trong trận đấu gay cấn với Man City, nhưng pháo thủ vẫn giữ sạch lưới, thể hiện khả năng phòng ngự kiên cường. Đến Manchester với mục đích tránh thất bại, Arsenal đã thực hiện kế hoạch thi đấu của mình một cách hiệu quả, làm nản lòng các mối đe dọa tấn công của Man City trong suốt trận đấu. Dù phải đối mặt với những tài năng đáng gờm như Phil Foden, Erling Haaland, Bernardo Silva và Kevin De Bruyne, hàng thủ của Arsenal vẫn kiên định đảm bảo họ trở về London với một điểm. Khả năng phòng ngự của họ đã gây ấn tượng với Sir Ralph Phillips, cựu danh thủ đã khen ngợi họ trên Premier League Production. Bạn phải nể phục khả năng phòng ngự của Arsenal. Họ không mất tập trung. Một vài cơ hội mà Man City có được đã không thể tận dụng. Arsenal đã đưa ra một kế hoạch thi đấu và nó đã thành công. Nói thêm về hàng thủ của đội khách, Arsenal trong trận đấu tâm điểm của ngày hôm nay lên sóng Sky Sports, cựu cầu thủ Man City Michael Richards nhận xét: "Kết quả này không phải là ngày tận thế. Tôi thất vọng khi nhìn thấy các cầu thủ Man City kết thúc ở 1/3 cuối sân đối phương." Man City đã làm được rất nhiều điều trước khi bế tắc trong việc tìm vào đường 1/3 cuối sân đối thủ. Haaland thực hiện nhiều tình huống chạy chỗ, thế nhưng nhìn chung lối chơi thiếu tính liên kết. Haaland cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Saliba và Gabriel đã bỏ Haaland vào túi. Haaland trải qua ngày thi đấu nhạt nhòa, tiền đạo người Na Uy mất tích cả trận khi thiếu đất diễn khoảng trống. Bộ đôi trung vệ William Saliba và Gabriel Magalhaes đã hoàn thành khóa chặt Haaland. Nhu cường đúng lúc. Sau khi Arsenal hòa không đều trên sân Etihad ở vòng 30 Premier League, huấn luyện viên Mikel Arteta khẳng định pháo thủ thành London đã để lại nhiều điểm sáng trong lối chơi. Sau trận đấu, huấn luyện viên Arteta của Arsenal tự hào khi nhắc đến các học trò của mình. "Đó là một trận đấu thực sự khó khăn. Chúng tôi đã có một thế trận chặt chẽ trước Man City. Tôi nghĩ các cầu thủ của mình đã thi đấu rất tốt. Chúng tôi thực sự kỷ luật, kiên nhẫn và điều đó là cần thiết. Điều tuyệt vời là chúng tôi có một số cơ hội rõ ràng nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Arsenal thiếu một chút bình tĩnh trong giai đoạn đầu trận đấu để kiểm soát trái bóng nhiều hơn. Các cầu thủ cần quyết tâm hơn nữa nhưng dù sao họ đã cố gắng và đó là điều tuyệt vời", Mikel Arteta chia sẻ sau trận đấu. Arsenal phải nhận 12 cú sút từ phía các cầu thủ của Man City.
Tuy nhiên đối thủ chỉ có một cú sút đi trúng đích nhưng không gây ra được sự nguy hiểm cho khung thành của David Raya. 3 năm kể từ lần cuối cùng họ không ghi bàn trên sân nhà, điều đó cho thấy Man City là đội xuất sắc như thế nào. Để giữ sạch lưới sau cả hai lượt trận trước Man City là cực kỳ khó khăn. Điều đó cho thấy chúng tôi đã thi đấu thực sự đoàn kết và kỷ luật. Huấn luyện viên trưởng Arsenal chia sẻ với báo chí sau trận đấu. Đúng như Arteta nói, Arsenal của ông trong mùa giải năm nay đã có những cải thiện cực kỳ đáng kể khi chạm trán với Man City của người thầy Pep Guardiola. Chính những sự cải thiện tiến bộ đó đã phần nào giúp cho pháo thủ hái được những quả ngọt đầu tiên trên hành trình tìm kiếm danh hiệu cho bản thân mình. Đội quân non trẻ của Arteta sau một năm thất bại tủi hổ đã có cho mình được những bài học kinh nghiệm khi thi đấu, những trận đấu mang tính chất quan trọng. Họ đã không còn ngông cuồng, ngựa non háu đá mà hùng hục lên tấn công nhằm tìm kiếm lợi thế cho bản thân mình. Arsenal đã biết nhu, họ chơi chậm rãi, từ tốn, nhường bóng cho đối phương và chơi đúng với tâm thế của một đội cửa giới, chờ đợi thời cơ. Để làm được điều này tốt, rõ ràng đội bóng đến từ thành London phải sở hữu một hàng thủ và một bộ đôi tiền vệ trung tâm chắc chắn để làm tốt điều đó. May mắn thay, hôm nay, Drive và Partey kết hợp cùng hàng thủ của Arsenal đã khiến cho câu chuyện tấn công của Man City khó khăn hơn rất nhiều, dù họ được cầm bóng phần lớn thời gian trong trận đấu. Còn khi sở hữu quả bóng trong trận, Arsenal cũng đã không còn vội vã để đan lát nhanh chóng đến gần vòng cấm đối phương nữa. Điều này khiến cho tỷ lệ họ bị phản công và không kịp lùi về là cao hơn rất nhiều. Arteta đã chỉ đạo các học trò cố gắng kiểm soát trái bóng, tìm ra sơ hở từ phía Man City để rồi giáng đòn hồi mã thương với đội chủ nhà. Tuy nhiên, trong một ngày mà các chân sút đến từ hàng công thiếu đi cảm giác tốt nhất thì đội khách đã không thể tìm kiếm được bàn thắng. Nhưng những pha tổ chức hãm thành của pháo thủ vẫn khiến cho đội chủ nhà Man City cảm thấy toát mồ hôi hột. Arsenal có được một điểm rời thành phố Manchester, đó là sự thành công nói chung với cả tập thể đội bóng này. Khi họ đã có một ngày thi đấu tốt, rút ra được kinh nghiệm từ những thất bại trước để có thể cải thiện trong trận đấu này với nhà đương kim vô địch. Dù đã đánh mất ngôi đầu, nhưng rõ ràng họ không hề bị Liverpool bỏ xa trên cuộc đua vô địch. Vẫn còn cơ hội với đội chủ sân Emirates trong mùa giải 2023-2024 năm nay. Arsenal giờ đây đã tiến bộ hơn nhiều. Họ biết nhu, biết cương đúng lúc, biết khi nào cần phải chắc chắn và khi nào cần phải vùng lên mạnh mẽ để đáp trả đối phương. Nếu vẫn giữ được tinh thần này cũng như lối chơi đến hết mùa giải năm nay, không biết chừng quả ngọt có thể đến với thầy trò Mikel Arteta. Nhưng trước mắt, họ cần phải chuẩn bị kỹ trước trận gặp Bayern Munich ở Champions League. Cùng chờ đón xem pháo thủ sẽ làm được gì khi mùa giải 2023-2024 khép lại nhé.